Bây giờ mình ngồi đi phân tích vấn đề đây này. Chị sẽ kết cho cái này ra Excel thì cho dễ. Vâng. Bây giờ này, em xem. Cái 6322 này của em là 5 tỷ 112 đúng không? Vâng. Đây, em vào phân đề bán hàng đây. Chọn cho chị tổng hợp bán hàng. Vâng. Chọn tháng 1. Chọn nhóm là thành phẩm. Về nguyên tắc 511 ở bên này phải bằng đây. Doanh số bán hàng 5773 261 100. Mà trong khi đó đây là 5112 004 705. Đúng không? Vâng. Doanh thu của hàng hóa là 14845. Cái đó. Đây. Vâng. Thì bây giờ nhá. Cái nội dung về nguyên lý kế toán ấy. À, về cái nguyên lý kế toán là khi mua chi phí trả trước thì em định khoản là nợ 242, nợ 133 có tài khoản liên quan. Khi phân bổ công cụ dụng cụ đấy thì có phải là nó sẽ có hạch toán ở đây là nợ 642 có 242 không? Hoặc là nợ 6273 có 242 không? Đúng không? Ừ, thế thì đến khi nào mà 242 nó hết thì là coi như xong. Đúng rồi, đây gọi là chi phí trả trước và trong nguyên lý kế toán hôm nọ chị hướng dẫn em đấy nhá. Và trong kế toán thuế sau này rất là hay ứng dụng luôn đấy. Chứ không phải là như là kế toán nội bộ của em là em cứ cho hết thẳng vào một kỳ đâu. Mà cứ cái gì mà nhiều nhiều một tí, bản chất của nó là cho vào chi phí trả trước ấy. Thì em phải cho đúng nguyên tắc như là tiền thuê nhà hay mua máy tính, mua bàn, mua ghế đấy. Thì mình phải phân bổ cho nó đúng theo cái kỳ là từ 2 cho đến 36 tháng, tối đa là 36 tháng, không được quá 36 tháng. Quá 36 tháng là lại bị loại chi phí ra đấy. Được chưa? Vâng. Rồi, nắm được rồi gì? Vâng. Thế tương tự như vậy nhé. Em nói đi. Cái này ban đầu là mình vào phân bổ này, xong mình ấn thêm. Đúng rồi. Xong mình chọn tháng. Đúng rồi, chọn tháng cần phân bổ. Ấn đồng ý nhưng, đúng không? Ừ, nhưng mà tháng này đã tồn tại rồi thì nó lại cho mình ra đây. Nhưng mà từ từ. Xong chị... là ấn cất đúng không chị? Ừ, nhưng mà vì đúng rồi, chính xác, ấn cất. Nhưng bây giờ chị giả đặt câu hỏi nhá. Vâng. Tại sao bây giờ chị sang phần ghi tăng đây? Phần mềm thông báo là bạn không thể sửa một số thông tin ở trên này nữa. Bởi vì nó đã phát sinh cái gì? Phát sinh cái công cụ một là ghi tăng, hai là báo tăng báo giảm, hoặc là một cái sửa chữa gì đấy rồi. Thì chị phân tích cho em này. Do ấy là em đã phân bổ rồi thì quay ra ghi tăng em sẽ không bao giờ sửa được nữa. Chính vì thế là em muốn sửa cái phần ghi tăng này thì em phải quay ra phần phân bổ này. Ừ đúng rồi, em bỏ ghi và em xóa luôn đi. Xóa luôn đó chị, vì đăng nào thì em cũng sẽ sai đúng không? Vâng. Em sẽ sang phần ghi tăng này em phải sửa lại thì em cũng phải ghi tăng lại, nó cũng sẽ bị sai lệch. Mà đã sai lệch một trong những công cụ dụng cụ của trong tháng rồi thì đương nhiên là cả cái tháng đấy đó bị sai rồi. À và ví dụ bây giờ ví dụ này, giả sử bây giờ chị làm sửa rồi, xong rồi chị quay lại chị lại phân bổ lại như thế này. Đấy chưa? Vâng. Sau khi chị phân bổ tháng 1 xong thì chị lại tiếp tục phân bổ tháng 2. Đó. Nhưng mà tháng 2 thì em phải quá trình hạch toán của em phải đúng, hiểu không? Nhưng bây giờ chị ví dụ này, nếu như em phân bổ tháng 2 mà chị quay lại sửa tháng 1 hoặc xóa tháng 1 không bao giờ xóa nổi, em hiểu không? Đấy, mà lại phải xóa tháng mấy trước? Tháng 12 để đến tháng 1 trước chứ không được xóa tháng 1 để đến tháng 2. Hoặc bấm Ctrl A luôn, bỏ ghi nhá. Xóa xóa hàng loạt luôn đấy. Được chưa? Vâng. Ừ. Rồi, như vậy là mình sẽ đi vào tiếp tục quay lại tháng 1 này và sẽ nhìn bảng cân đối số phát sinh này. Đây, mình quay ra báo cáo. Em xem 242 bây giờ. Đây, 242 của em này. Bây giờ là còn dư là 16.983.871 đồng đúng không? Vâng. Rồi. Và khi mà mình làm kế toán cho thuế ấy, thì em phải in sổ sách ra đấy. Mà ngoài sổ sách, sổ cái, sổ chi tiết của tài khoản 242 thì em phải làm gì? Em phải vào cái báo cáo này này, công cụ dụng cụ này, em ghi. Em ghi đi. Sau khi thực hiện này, mua hàng không qua kho này, ghi tăng phân bổ. Được chưa? Để kiểm tra giá trị công cụ dụng cụ còn lại hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm có đúng hay không. Em ghi câu đấy ra nhé. Thì ta vào bảng cân đối tài khoản. Được chưa? Ta chọn đến tài khoản 242. Bây giờ ví dụ như đây, khi mua là 18 triệu, phân bổ mất 1.016.000, còn lại 16.983.871 đúng không? Tiếp tục này, sau đó cũng vào tại phân hệ báo cáo này, ta sẽ vào phần công cụ dụng cụ. Được chưa? Chọn dòng thứ nhất, bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ. Rồi. Rồi chọn tháng, quý, năm cần kiểm tra. Nói thế là hiểu đúng không? Rồi bấm đồng ý.
Phần mềm sẽ xuất hiện bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ. Mở ngoặc, bảng này thể hiện tất cả các công cụ dụng cụ. Rồi ạ. Cụ thể, thể hiện giá công cụ dụng cụ. Được chưa? Số tiền đã phân bổ lũy kế. Mở ngoặc, lũy kế có nghĩa là cộng dồn. Em ghi. Có đúng không? Lũy kế có phải là cộng dồn không? Ví dụ đây là chị đang chẳng qua là chị đang xem tháng 1 thôi. Thế tháng 2 thì nó có tháng 1 cộng với tháng 2 là sẽ lũy kế cuối tháng 2 là bao nhiêu? Em hiểu chưa? Rồi. À, giá trị còn lại thì sẽ bằng giá trị công cụ mà trừ đi giá trị lũy kế. Em hiểu không? Khi mua về là 2 triệu đồng cái công cụ này, nhưng mà phân bổ tháng 1 đi hết đi 354.000 rồi, thì giá trị còn lại sẽ bằng 2 triệu mà trừ đi 354, đúng không? Tháng 2 thì lại bằng 2 triệu mà trừ 354, trừ đi của cái tháng 2 nữa cơ. Em hiểu không? Thì sẽ bằng giá trị còn lại. Được. Em ghi về nguyên tắc. Giá trị còn lại trên bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ này phải khớp với dư nợ của tài khoản 242 trên bảng cân đối số phát sinh. Tài khoản chờ phân bổ ở đây là luôn là 242, bởi vì theo thông tư 200 và thông tư 133 thì bỏ mất tài khoản 142 rồi. Được chưa? Nếu kế toán nào thích chi tiết ra nữa thì nên tách 242 này thành 2421 và 2422. Vì sao nhỉ? 2421 là chi phí trả trước ngắn hạn, còn 2422 là chi phí trả trước dài hạn. Hiểu rõ về công cụ dụng cụ chưa? Tiếp tục này. Thế sau khi mình phân bổ, chắc chắn đúng rồi, đúng không? Như thế này đúng, đúng không? Bài toán của em đúng, nhưng có thể có nhiều bài toán sai. Mà hầu như các kế toán chị thấy là sau khi gửi chứng từ sang cho bên chị lại xem ấy, là hầu như là sai. Sai cái công cụ này. Có nghĩa là 242 số trước đầu kỳ nhá, là một số đi, nhưng mà xem cái bảng chi tiết này các bạn ấy gửi ấy, lại là một số khác. Em hiểu không? Lại phải bắt đầu kế toán, bên chị lại phải hướng dẫn cho để làm lại cái bảng cân đối đầu kỳ. Bởi vì đầu kỳ đúng thì trong kỳ đúng thì cuối kỳ nó mới đúng, đúng không? Chứ kể cả trong kỳ đúng, em phân bổ đúng mà đầu kỳ của họ sai thì cuối kỳ có thể nào đúng được không? Không thể nào đúng được. Cho nên mình lại phải ngồi phân tích lại cái chi tiết này để bê vào phần mềm để đầu kỳ nó phải khớp. Khớp giữa cái bảng phân bổ này này so với cái phần 242 đầu kỳ của kế toán cũ để lại này. Em hiểu không? Ví dụ như chị, ví dụ như ở đây vào nghiệp vụ này, nhập số dư ban đầu nhá. Đây là số dư của em là 242 nhá. Đây, của em chẳng qua là không có, bởi vì em ngày trước dữ liệu này là đang là dữ liệu của nội bộ. Chỉ ví dụ 24 triệu đây, đúng chưa? Thế thì về nguyên tắc là 242 đầu kỳ này đang còn dư 24 triệu thì kế toán cũ cũng phải đưa cho em một cái báo cáo chi tiết. Em hiểu chưa? Như là chị đang mở cho em xem đây này. Giá trị còn lại cũng phải bằng 24 triệu đây. Em hiểu không? Thì bắt đầu mình mới nhập số dư đây này, vào nghiệp vụ này, công cụ này, khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ đây này. Em hiểu không? Nhưng mà cái dữ liệu của này của em không có, với lại công ty của em năm sau bắt đầu thành lập công ty ấy, thì nó cũng không liên quan đến vấn đề này, cho nên chị không đi sâu. Em hiểu chưa? Rồi, như vậy là về công cụ dụng cụ của em là em hiểu rồi gì? Bây giờ nhá. Hoặc là em cứ làm thì trong kỳ này xong cái đã, hôm nào chị sẽ cho em một cái vấn đề về đầu kỳ nhá, để em hiểu rõ tất cả các nội dung liên quan đi. Bây giờ em quay ra và báo cáo. Em ghi tiếp này. Cách thứ hai, cách kiểm tra nhanh để biết được số liệu chi phí trả trước trên bảng cân đối kế toán so với báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ có khớp hay không ấy. Được chưa? Ghi được không? Cách kiểm tra cách kiểm tra nhanh này. Vào hai nhỏ danh sách báo cáo. Đây. Thấy chưa? Hiểu không? Click vào đây, chọn tháng cần đối chiếu. Được chưa? Chọn tài khoản 242. Cái này là mặc định rồi. Đồng ý. Ghi nếu như báo cáo đối chiếu này trắng tinh, tức là không có cái gì để mà đối chiếu nữa. Đúng không? Có nghĩa là số liệu của em đã khớp. Còn nếu số liệu mà có một trong hai bên và bên còn lại không có thì phải kiểm tra cái bên không có số liệu. Ví dụ, nếu bên sổ cái có tồn tại số liệu. Được chưa? Mà bên sổ theo dõi công cụ không có, chứng tỏ là có tồn tại bước mua hàng không qua kho nhưng không tồn tại bước ghi tăng. Được chưa? Rồi ạ. Hình dung ra không? Rồi ạ. Vậy cách xử lý
thì thế nào, cách xử lý, ghi cách xử lý. tăng. Ừ thì phải vào ghi tăng cho nó đúng rồi bắt đầu mới. Tức là có nghĩa là tóm lại trước khi phân bổ thì phải kiểm tra mua hàng không qua kho và ghi tăng phải khớp đúng không, rồi mới phân bổ, được chưa? Đấy, đây là về công cụ dụng cụ nhá. Thực ra công cụ dụng cụ này hôm nọ chị đã nói một hôm cho em rồi, nhưng hôm nay chị nhắc lại, để nhắc lại là nhắc lại vì là nhân tiện đấy, mình đang kiểm tra cái bảng cân đối số sinh này. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ đi tiếp về tài sản cố định, đúng không? Về tài sản cố định này, ta vào bảng cân đối, cách kiểm tra bình thường. Ta kiểm tra tài khoản, bây giờ ta lại không kiểm tra 242 như là công cụ dụng cụ đâu nha. Và ở tài sản cố định ta cũng không kiểm tra 211 luôn, mà mình chỉ kiểm tra cái 214. Em ghi, đối với tài sản cố định thì kiểm tra cho chị cái dư có của 214. Về nguyên tắc, em ghi, về nguyên tắc này, dư có của tài khoản 214 trên bảng cân đối số phát sinh nhá sẽ bằng với giá trị khấu hao lũy kế trên báo cáo khấu hao tài sản cố định chi tiết, ghi được không? Nguyên tắc này, dư có của tài khoản 214 trên bảng cân đối số phát sinh, được chưa, bằng hao mòn lũy kế trong sổ tài sản cố định, có bằng không? Bằng rồi. Em ghi tiếp này, khi quyết toán với cơ quan thuế thì cần phải cung cấp sổ tài sản cố định chi tiết này, mục đích này để cơ quan thuế kiểm tra là, thứ nhất kiểm tra ngược lại là về hồ sơ hóa đơn gì nhỉ, biên bản bàn giao tài sản cố định, được chưa, biên bản hợp đồng, hợp đồng mua bán tài sản cố định, được chưa, chứng từ thanh toán, tức là một bộ hồ sơ khép kín của phần tài sản cố định nhé, là em phải có, em hiểu chưa? Thì cơ quan thuế lại quay ra là nhìn vào đây, cơ quan thuế yêu cầu bất kỳ bộ hồ sơ nào thì em phải cung cấp bộ hồ sơ đó, hiểu chưa nhỉ? Và cơ quan thuế cũng sẽ gióng vào cái phụ lục 1 thông tư 45 mà chị bảo em đấy. Họ sẽ gióng xem là em phân bổ thời gian đúng hay không, theo tháng hay theo năm. Mà các kế toán ấy, cứ hiểu là trong trường ấy, mình học ấy, thì mình có thể là phân bổ theo năm nhá. Nhưng mà trên thực tế doanh nghiệp là chỉ phân bổ theo tháng thôi. Bởi vì có những cái tài sản tháng 12 năm 18 mình mới mua, mà các bạn phân bổ rất là vô tư, phân bổ theo năm. Thế vô lý sao không? Tháng 12 mua thì đương nhiên mình chỉ phân bổ theo ngày của tháng 12 mới đúng chứ. Đấy, cho nên là những cái này em hoàn toàn là phải lưu ý với chị về sau. Rồi nha, được rồi chị? Hiểu rồi chị? Vậy điểm khác em nhận xét nhá. Điểm khác giữa bảng phân bổ công cụ dụng cụ và điểm khác giữa sổ tài sản cố định có gì khác không? Một bên là xem hao mòn lũy kế, đúng không? Còn một bên là xem cái gì? Giá trị còn lại của 242. Đúng không nào? Khác không? Khác đấy nha. Đấy. Nhá. Thì buổi nay em dừng ở đây rồi đã. Em ghi lại tất cả những nội dung học hôm nay ấy, là khá nhiều. Nhá. Xong còn cái phần là đối chiếu giữa doanh thu và giá vốn thì hộ buổi sau chị hướng dẫn nhá. Ok em. Rồi. Em hiểu bài không? Em hiểu rồi. Ừ, thế nhá, chị chào em nhá.